vui được gặp lại các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh thông tin giải trí hàng đầu Cbiz. Còn bây giờ sẽ là những tin tức của ngày hôm nay. Trong các bộ phim Hoa ngữ thì cảnh hôn được xây dựng như một tình huống mang lại cảm xúc giữa các nhân vật trong phim cũng như khán giả. Thế nhưng thì không phải lúc nào diễn viên và nhà làm phim cũng kiểm soát được phản ứng của người xem đối với cảnh quay tình cảm này. Trong Ngự Giao Ký phần 2, cảnh hôn giữa Lạc Cẩm Tang cùng Không Minh đã gây tranh cãi dữ dội. Tạo hình diễn xuất của dàn diễn viên được quan tâm là một điều tốt, nhưng ở tình huống này, Vương Tử Đăng lại nhận về nhiều bình luận tiêu cực, trở thành nam phụ bị chỉ trích sau cảnh hôn cùng Hồ Ý Hoàn. Mặc dù không gây phản cảm ở cảnh hôn, song vì visual của Vương Tử Đăng không đạt như mong đợi, phân cảnh khiến người xem không thể tập trung vào yếu tố lãng mạn, lại bị tụt hứng, khó đồng cảm với nhân vật. Thậm chí có những người còn mỉa mai Vương Tử Đăng bằng cách nhận xét bạn diễn Hồ Ý Hoàn chịu đựng giỏi. Sự việc khiến nam phụ phải lên tiếng, trên sóng livestream anh trực tiếp gửi lời xin lỗi đến người xem. Cảnh hôn chắc chắn là vì nhu cầu của cốt truyện, nếu nó mang đến sự khó chịu cho mọi người, tôi xin lỗi mọi người. Vì lợi ích của cả đoàn phim và vì phải tận tâm với nghề nghiệp, ít nhất tôi vẫn có thể làm điều này. Ngoài bộ phận khán giả chê bai anh, có những người cho rằng lỗi này không đến từ Vương Tử Đăng. Tạo hình được cho là thiếu thẩm mỹ ấy lẽ ra phải trách đội ngũ stylist make up khi để diễn viên kém sắc hơn trên màn ảnh. So với hình ảnh ngoài đời của tài tử họ Vương, tạo hình trên phim của anh được nhận xét một trời một vực. Trước sự việc của Vương Tử Đăng, Trương Nhất Sơn cũng là đối tượng bị chỉ trích vì tội quá nhiệt tình. Cảnh khóa môi của anh với bạn diễn bị cho là thể hiện sự phản cảm, song cũng có ý kiến trái chiều nhận định còn tùy thuộc vào tình huống và ý đồ đạo diễn muốn gửi gắm trong cảnh phim. Góp mặt trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cảnh hôn dài 40 giây của Trương Thiết Lâm với diễn viên Đào Hồng cũng từng là chủ đề gây tranh cãi. Trương Thiết Lâm bị chê có hành động quá thô bạo. Về vấn đề này, sau đó nam tài tử lên tiếng đáp trả, cũng không tệ như các diễn viên trẻ bây giờ. Phản ứng của anh bị chê nhiều hơn khen vì đa phần ý kiến đều không đánh giá cao cách xử lý cảnh quay nụ hôn và mong anh có thái độ rút kinh nghiệm. Đến bộ phim Gặp Được Em ở Không Gian Song Song, tình huống hôn lại càng đặc biệt hơn. Trong trạng thái kem đánh răng dính đầy miệng, hai diễn viên vẫn dành cho nhau nụ hôn khiến người xem không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Năm 2021, bộ phim Tôi Là Cô Nương Như Thế cũng có cảnh mang lại cảm giác tương tự như Gặp Em ở Không Gian Song Song. Trong bộ phim này, nàng khuê nữ quốc dân Quan Hiểu Đồng rơi vào tình huống vừa có ý định hát hơi thì bị Hầu Minh Hạo ngăn cản. Đáng chú ý, anh lại chọn dành cho cô một nụ hôn ngọt ngào, khiến khán giả nhận định cách xây dựng tình huống của biên kịch thật khó hiểu. Chương trình Diễn Viên Mời Vào Chỗ, Yến Tử Đông và Tiểu Thái Kỳ đã có màn tái hiện cảnh mưa của bộ phim Thơ Ngây. Song đây có lẽ là ký ức mà hai diễn viên trẻ sẽ muốn lãng quên mãi mãi. Vì quá nhập tâm vào tình huống, nam phụ 30 chưa phải là hết đã tạo nên nụ hôn kéo sợi, hòa cùng vị nước mưa. Mặc dù những nụ hôn gây tranh cãi vẫn thường xảy ra trên màn ảnh Hoa ngữ, thế nhưng không phải lúc nào các nhà làm phim diễn viên cũng có thể kiểm soát và rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm cũ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình ở dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay thì đừng quên ủng hộ Top Sao Hoa bằng cách nhấn like và chia sẻ cảm xúc của bạn ở phần comment ở phần bên dưới. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại!